Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Với tầm giá dưới 1 tỷ đồng thì đây là một căn nhà mà quý vị không nên bỏ qua, bởi vì nó mới vừa hoàn thiện và có diện tích cũng khá lý tưởng. Ngang 5, dài 19,7m, 98m2, thổ cư 100% và tọa lạc ngay tại vị trí hẻm 711 đường Mặt Cũ thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Con hẻm trước nhà có độ rộng 3m. Hẻm này thì xe ô tô có thể vào được đến tận nhà. Căn nhà có hướng đông bắc và có phần sân cũng khá rộng rãi, lên đến hơn 4m. Và sân này thì quý vị có thể đậu được xe ô tô. Và khoảng sân cũng được rào chắn với hệ thống cổng rào sắt. Phía trên cũng được lợp tôn để che nắng che mưa và tạo bóng mát. Đây chính là phần mặt trước của căn nhà. Căn nhà có hệ cửa sử dụng chất liệu cửa nhôm, kính cường lực. Bên trong chúng ta sẽ có một căn phòng khách với độ rộng lên đến 5m, với một cái phần tường được ốp một lớp nhựa PVC giả vân đá rất là sạch sẽ. Gạch nền là gạch đá bóng kiến kích thước 60-60. Và phía trên thì chủ đầu tư cho lợp la phong. Bên trái phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Hành lang có độ rộng 1m2. Bên phải hành lang sẽ là hai phòng ngủ. Mỗi phòng đều có diện tích là 11m2. Cửa phòng là cửa nhôm, kính mờ. Bên trong chúng ta sẽ có một căn phòng với chiều ngang là 3m và chiều dài là 3m rưỡi. Phía trên được lợp la phong rất là sạch sẽ. Đây chính là không gian bên trong căn phòng thứ hai. Cả hai căn phòng đều có cùng diện tích 11m2. Tiếp đó chúng ta sẽ có một căn phòng bếp với độ rộng lên đến 4m, được chủ đầu tư cho lắp đặt sẵn hệ thống kệ bếp và được ốp gạch rất là sạch sẽ luôn. Chúng ta có luôn một cái bể rửa, phía dưới cũng có những cái tủ bếp. Và ngay bên cạnh đó sẽ là một căn phòng vệ sinh với lavabo, gương soi bố trí bên ngoài. Và do căn phòng vệ sinh đã bị chú đầu tư khóa cửa cho nên mình sẽ để cái hình để cho quý vị có thể tiện theo dõi nha. Và cái đó chúng ta sẽ có một cánh cửa hậu dẫn ra khu vực phía sau nhà. Phía sau này chúng ta sẽ có một khoảng sân với độ rộng khoảng 1m2, có thể dùng làm sân phơi, giặt giũ quần áo cũng rất là tiện lợi luôn quý vị. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng căn nhà mới vừa hoàn thiện, tọa lạc tại vị trí hẻm 711 đường Mặt Cũ thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Căn nhà có giá bán dưới 1 tỷ đồng, cụ thể là 990 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Nếu quý vị nào quan tâm đến căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.